đổ đầy luôn đi. Kinh khủng không, đau không? Năm Tết. Mình đã tới được chân núi, chuẩn bị để leo núi. Sao? Nước mía à? Chị kêu đi. Em muốn uống cái đó. Cái đó là cái gì? Cái đó là hộp é, đúng không? Uống đó hả? Phải uống cái đó. Một ly đó nhưng mà một chai nước lọc. Một chai nước lọc nữa. Thôi chị. Chờ cái này ly nữa. Lỡ đi em, 15 ngàn. Sợ đi mất cái bóp kìa. Đây là cây cầu duyên. Muốn cầu gì không? Em đủ rồi. Anh cầu nữa nha. Anh cầu hả? Ừ. Ủa tưởng có survival skill. Kêu bên kia là kêu leo núi. Bên đây kêu bên này là leo bậc thang. Yep. Tôi mới phát hiện ra một loài cây rất là lạ. Cây này nó mọc ra cái ly nước. Hái đi. Không, trái này nó già rồi, hết nước rồi. Tiếp. Ghê à, không bánh bèo luôn hả? Dạ. Có bị tụt canxi không? Không, đâu như kia. Kia là ai? Tôi đang có mặt tại bậc thang thứ N của núi Cậu. Gần lên tới đỉnh rồi, theo như người ta nói là gần lên tới đỉnh rồi. Nhưng mà đồng đội của tôi đã bị gục ngã rồi mọi người. Không biết là bây giờ tôi nên bỏ đồng đội của tôi dưới đây tôi đạp xuống núi này, mệt. Hay là tôi nên ngồi chờ chung với nó và ngủ không được. À, đây là một cái bàn cờ được khắc lên đá. Đẹp ha. Không, ở núi Cậu á, trên mạng á, người ta đi ra mấy cái chỗ mà cái ông đó ngày xưa ông tu luyện á. Ông Bảy. À, có mấy cái tảng đá mà có cái dấu chân nó hằn xuống. Dấu chân khổng lồ này nè. Có 7 dấu, người ta nói lên đây có 7 dấu. Mà thường người ta lên đây ta tìm được có 5 dấu à. 2 dấu kia khó thấy lắm. Vừa đi, vừa người ta nói vậy, nó nói là tu luyện được phép gì đó, đi lúng đá. Ổng là ngày xưa ổng là tướng cho cái nhà nào á, giặc sợ lắm, giặc sợ ổng đó lắm. Tại nên ổng tu được cái gì đó, không biết. Nhưng mà
hoặc là chiêu trò người ta khắc cái dấu chân nó xuống, người ta làm ghê gớm vậy, người ta tạo ra cái chuyện hết cái gì thu hút khách du lịch. Ai biết, có thể vậy mà có một cái dấu chân không đều, có mấy dấu chân nó đều kích thước với nhau á, có một dấu chân siêu bự gấp 4 lần chân thường. Hôm qua coi thấy có mấy người đi lên đây, người ta chụp hình check in á, người ta ướm cái chân ra vô. Hình như ướm vô là có bầu á. Đi, ướm vô có bầu là cái sự tích khác má ơi. Mang theo SG. Có gì đâu hộ, hoàng dẹp đi, của nội đâu. Xuống lẹo quá, xuống có 5 phút nhiên. Tay nè, chạy nhớ gì, chạy hư đất. Có rất là nhiều người lựa mùng năm này để đi lên chùa gọi là hành hương, người ta khấn vái cái này cái kia. Mình thì không có cầu gì hết, nên là mình không có cúng kiến gì. Quay ngang á. Cái bài này giống như bài chú Đại Bi á. Bài đó giống như là bài gọi là stereotype của Đạo Phật. Tượng Phật nằm với mấy ông La Hán phải không ta, không biết nữa, không rành. Trời ơi, thấy không, vàng luôn kìa. Quá trời luôn. Mẹ khoái này lắm nè. Nhưng mà mua về không có mục đích sử dụng. Đông quá. Nhưng mà
sáng đông hơn, giờ đỡ rồi đó. Mình đang mua con gà qua thăm nhà đại sư Vinh. Sắp tới rồi. Ăn gần hết rồi mới nhớ. Chưa có lưu lại gì hết. Vì anh Đức. Ở Việt Nam nó phải cổng nhiều thứ quá. Nó cổng nhiều thứ quá nên nó phải giảm chất lượng xuống. Mirinda Campuchia. Có chữ à. Đúng rồi, đó là làm đồ đất. Nhà này tàn chữ đồ lậu không mọi người ơi. Đây là vẫn đang có mặt tại tòa thánh cao đài. Đây là chú Vinh. Sắp tới giờ lễ rồi. Không biết được quay phim chụp hình gì không ta? Anh vô đây chắc cũng nhiều lần nữa. Ra vô theo kiểu cũng là tuổi trẻ rồi. Này là con mắt trái à? Tham quan thôi chứ đâu có hiểu gì đâu. Con mắt của thiên nam. Cái đó gọi là thiên nhãn. Thiên nhãn con mắt. Trên cao nhìn sụp xuống. Hồi xưa anh nhìn vô mắt này anh sợ lắm. Em giờ em nhìn em cũng thấy sợ. Kiểu cảm giác như giống như họ rọi vô tim mình vậy đó. Rút ra hồi nãy là phải chia hai cửa, nam vô một bên, nữ vô một bên. Nhưng mà tại vì đây là không qua, ta không có không có làm căng. Ai kìa, đúng không? Nữ bên kia. Đúng rồi. Ủa nhưng mà nam tả nữ hữu mà. Đúng rồi, trái phải, nữ... bên đây bên trái nè. Bên này bên trái. Sao bên đây bên trái? Đứng từ trong nhìn ra. Nhưng mà tới cái giờ cúng này là quay vô trong mà đúng không? Ừ, tức là cái cửa đi vô thôi, lúc nào cũng tắt ra hai cửa. Hồi xưa em cũng vô khi nó nói về đâu có hiểu gì đâu. Muốn hỏi mấy chú này nè. Thì tất cả thánh thất đều giống nhau hết. Ở giữa đây là ghế, là cái chiếc sạch đầu tóc. Giải thái chiếc vừa quang trên là như dưới. Cơ quyết hết. À, còn là cái ghế này là do cơ quyết. Cái cơ chế hoạt động của đạo cổ đại hồi xưa là nó như vậy. Cho nên hồi xưa cái thời mà trước năm 75 á, nó sẽ có những cái tình huống là một ông đang là ví dụ đại tá đi, nhưng mà khi bước vô đạo á, tức là buổi tối, buổi nói chung là sau khi mà bước ra khỏi quân đội à, đi bước vô đạo thì cái ông đó là người vị trí rất thấp, còn một cái thằng quân sĩ thôi, nhưng mà nó ngồi vị trí cao hơn, thì tất cả mọi người vẫn phải nghe theo vẫn vui vẻ bình thường, bởi vì cái đó là do cơ giáng, do cơ quyết, tức là do bề trên ban xuống, chứ ở dưới này không ai biết hết. Thì kể cả từ cái thiết kế của cái chùa, cái thánh thất này cho đến những cái kinh kệ của đạo cổ đại đều là do cơ hết. Nó giống như là tự nhiên có người nói, có người ứng lên nói là ừ, cái người này sẽ ngồi vị trí này, người kia sẽ ngồi vị trí kia, thì tất cả là do cơ hết. Càng khôn hả? Con mắt phải hỏi biết chứ anh cũng không biết. Không, em chỉ trầm trồ chứ em cũng không hiểu lắm. Ủa trên kia cũng có nè. Mùi nhang nghe tịnh vậy lắm.